con cái không có phép tắc. Cô dạy con kiểu gì vậy? Không phải là mẹ tôi đã dạy con cách làm dâu, làm vợ và làm mẹ như thế nào hả? Thôi ba, mẹ dâu sai, ba đừng có la mẹ. Con nằm nghỉ đi, để mẹ chạy đi mua thuốc. Con lại bị sốt nữa, tôi không hiểu cô làm mẹ kiểu gì. Chăm con hết bệnh này tới bệnh kia. Là do thời tiết thay đổi, chứ đâu phải là do... Là do cô chăm con không tốt. Đừng có đổ lỗi với thời tiết. Ở nhà cô chỉ có việc là chăm chồng, chăm con, mà cô làm cũng không được nữa. Tôi không biết cô làm cái quái gì được. Em... Anh đi làm về rồi hả? Vô thay đồ đi, để em đi dọn cơm. Thôi khỏi. Khỏi ăn gì hết á. Sao trong đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới chữ ăn vậy? Trời ơi, cô làm ơn. Làm ơn làm cái gì có ích cho tôi dù một cái. Ba à, mẹ ở nhà làm việc vất vả rồi, vừa lo cho gia đình, vừa phải dạy học con nữa. Mẹ không nhàn rỗi như ba nghĩ đâu. Không nhàn rỗi? Không nhàn rỗi mà mẹ con có thời gian dạy con? Khi người lớn đang nói chuyện còn đứt xen vào như vậy hả? Vô phép tắc. Anh, sao anh nói chuyện với con vậy? Quỳnh Anh à, con đi vô trong đi. Làm mẹ thôi mà, có gì đâu mà khổ. Cô chỉ việc ở nhà, làm việc nhà chăm con. Chỉ có thằng này nè, phải lết cái thân ra ngoài đường để kiếm từng đồng, từng cát lo cho cái gia đình. Nhiều khi người ta chửi đến đầu cái chửi xuống nè, mà tôi cũng không dám nói gì hết trơn. Vậy cô nói đi, làm mẹ có gì mà khó? Anh thôi đi. Anh nói làm mẹ không khó hả? Anh nghĩ coi, anh đi làm cả ngày ở ngoài mệt rồi, về nhà thì không muốn dạy con. Ba mẹ lớn tuổi rồi, không trông được cháu. Còn em làm mẹ không có được như vậy. Mệt rồi, khổ rồi, bệnh rồi, chỉ cần là không chết á thì vẫn phải trông con và làm tất cả những việc không tên trong gia đình. Con bệnh á thì anh nói là em chăm không tốt. Con ngang bướng á thì anh nói là em dạy không tốt. Con nhút nhát thì anh nói là do em quản quá nhiều. Từ sau khi em làm mẹ, em cảm thấy việc sinh con, nuôi con, tất cả đều là việc của phụ nữ tụi em hết á. Cho dù là có làm tốt hay không tốt, hay là như thế nào đó thì đều là sai hết. Anh nghĩ coi, em sống như thế nào mới vừa lòng của anh? Anh nói là mẹ không khó hả? Anh thử làm mẹ một ngày đi, rồi anh hãy trách em. Ba đừng có la mẹ nữa. Mẹ, hay là chúng ta về ngoại ở đi. Cho dù con không có một gia đình đầy đủ, cả ba và mẹ, nhưng làm vậy mẹ sẽ không khổ nữa. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Vì con và gia đình mẹ phải vất vả như vậy. Hay là chúng ta về ngoại ở đi mẹ. Được rồi con gái, giờ mẹ con mình về ngoại. Từ giờ chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc đúng không mẹ? Đúng rồi con, mẹ con mình đi thôi. Trên đời này, nghề làm mẹ là nghề khó nhất. Các anh chồng hãy trân trọng những người phụ nữ. Họ đã hy sinh từ bỏ tất cả những ước mơ của mình để dành trọn thời gian chăm lo cho gia đình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.